Mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức khác. Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Công đoàn Cơ sở Cơ quan Phường Vĩnh Quân tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở, cơ quan phường Nhĩnh Quân thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên trong đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất cho công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện chế độ chính sách và quyền lợi chính đáng của công đoàn viên về tiền lương, thưởng, phụ cấp, việc nâng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các hoạt động thăm hỏi động viên và hỗ trợ công đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời, tổ chức tặng quà Tết Nguyên đáng, các ngày lễ hàng năm cho các công đoàn viên được thực hiện thường xuyên kịp thời. Nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cơ quan phường Vĩnh Quân đề ra hai nhóm chỉ tiêu và năm nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần dân chủ, đoàn kết, phát triển đại hội đã bầu năm đại biểu vào Ban chấp hành công đoàn cơ sở cơ quan phường Vĩnh Quân. Bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, bà Nguyễn Thị Xuân Uyên tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cơ quan Phường Vĩnh Quân, nhiệm kỳ 2023-2028.